Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tiến hành tu bổ tôn tạo di tích chùa Thổ Hà, hay còn gọi là Đoan Minh Tự ở xã Vân Hà, huyện Việt Yên, đã xảy ra sự cố làm một tấm bia đá cổ có niên đại hơn 340 năm tuổi bị vỡ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên và các cơ quan có liên quan nhanh chóng xây dựng phương án để khắc phục sự cố, bảo đảm khôi phục và giữ nguyên giá trị lịch sử vốn có của tấm bia đá cổ. Sự việc trên cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhìn nhận lại việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn. Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 vừa qua, đơn vị thi công tổ chức di chuyển bia đá ra vị trí bảo quản nhằm tạo mặt bằng cho việc nâng cốt nền khuôn viên chùa Thổ Hà. Tuy nhiên, khi tiến hành nâng bia lên thì thân bia bị tách rời thành nhiều mảnh. Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công đã cho tạm dừng công việc và báo cáo các cơ quan chức năng. Sau khi đào xong móng bia và bó thân bia bằng cái cáp vải mềm thì đơn vị thi công luồn dây cáp vải xuống đế bia để nhấc nhẹ đế bia lên để luồn cái sàn thao tác xuống đế bia để nhấc toàn bộ khối bia. Thì khi mà đấy, chúng tôi vừa nhấc nhẹ đế bia thì phát hiện là cái bia nó có hiện tượng là tách rời ra từng mảnh. Với sư thầy Thích Đảm Chí, người đã có hơn 40 năm gắn bó với ngôi chùa Thổ Hà, sự việc vỡ bia cổ là rất đáng tiếc cho nhà chùa và nhân dân địa phương. Bởi đây là tấm bia cổ có từ năm 1679. Bia này ghi tên những người công đức vào chùa Thổ Hà năm đó. Song trước khi được thi công di chuyển, trên thân bia đã xuất hiện một vài vết nứt do ảnh hưởng của thời gian. Nứt nát là từ nhiều năm về trước rồi. Nứt nát tất cả mọi sự là nhiều năm về trước rồi, chứ không phải là thi công mới nứt nát. Nhấc lên cái là đã bị bên dưới là bị vỡ mảnh mảnh. Tấm bia này là rất có giá trị đối với cái di sản của quê hương. Thì chính quyền địa phương chỉ mong muốn là đề nghị với các cấp chính quyền là sớm khôi phục lại nguyên trạng đối với tấm bia này để cho địa phương giữ gìn. Đó là cái di sản rất chi là quý báu đối với địa phương xã nhà. Dự án tu bổ tôn tạo chùa Thổ Hà có tổng mức đầu tư lên tới gần 30 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 12 năm 2019. Việc di chuyển bia đá phục vụ thi công tân nền khuôn viên chùa là cần thiết, được chủ đầu tư, đơn vị thi công và ban giám sát cộng đồng địa phương thống nhất. Tuy nhiên, các bên đã không đánh giá hết hiện trạng bia nên đã xảy ra sự cố nêu trên. Cái phương án là tới đây sẽ tiếp tục là phục hồi lại cái bia hương công này và cũng đề nghị với Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để về sẽ phục chế lại cái bia này, đảm bảo sao nó đạt cái yêu cầu cao nhất. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có trên 50 di tích đang được tu bổ tôn tạo, trong đó có nhiều di tích mang đậm dấu ấn giá trị văn hóa lịch sử. Sự việc vỡ bia tại chùa Thổ Hà như lời cảnh tỉnh để ngành văn hóa cùng các địa phương nhìn nhận việc quản lý, giám sát việc tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử. Cái việc làm vỡ bia đá trong quá trình tu bổ tôn tạo chùa Thổ Hà trong thời gian vừa qua thì cũng là một cái bài học cho chúng tôi trong quá trình triển khai chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và lĩnh vực tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức tổng rà soát lại toàn bộ các di tích tu bổ năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, sẽ tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có di tích được tu bổ tôn tạo, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tu bổ tôn tạo di tích để đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử là việc làm cần thiết nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử của những di tích cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, để quá trình tu bổ tôn tạo được bảo đảm thì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giám sát việc thi công, đánh giá đúng hiện trạng của những di vật lịch sử để tránh không xảy ra những sự việc đáng tiếc như ở chùa Thổ Hà.